Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Vito. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Vito cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Natri Hyaluronat Tá dược Natri Chloris, Kali Chloris, Acid Boric, Natri Borat, Magnesi Chloris, Canxi Chloris, Nipagin, Nipason, nước cất Dạng bào chế Dung dịch nhỏ mắt Công dụng Thuốc vi-tô sử dụng điều trị các tình trạng khô mắt, Chống chỉ định khi dùng thuốc. Người bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Liều dùng. Nhỏ một hoặc hai giọt vào mỗi mắt khi cần thiết. Số lần dùng mỗi ngày có thể thay đổi theo hướng dẫn của bác sĩ. Cách dùng. Thuốc dùng qua đường nhỏ mắt. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc. Chỉ sử dụng ở mắt, không tiêm hoặc uống. Không sử dụng nếu dung dịch thuốc đổi màu hoặc vẩn đục. Bệnh nhân cần ngừng sử dụng thuốc nếu bị kích ứng kéo dài và hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa mắt. Thuốc nhỏ mắt Vito có chứa Nipagin, Nipazol có thể gây ra phản ứng dị ứng, có thể phản ứng dị ứng muộn. Tác dụng phụ. Một số các tác dụng không mong muốn được báo cáo, phản ứng quá mẫn cảm, kích ứng mắt thoáng qua, cảm giác nóng, cảm giác có dị vật hoặc đỏ mắt, nhìn mờ, biến mất khi chớp mắt. Chỉ dùng thuốc này cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú nếu lợi ích điều trị dự tính hơn hẳn rủi ro có thể xảy ra do dùng thuốc. Sau khi dùng thuốc tầm nhìn có thể tạm thời không ổn định, không lái xe, sử dụng máy móc hoặc làm bất cứ hoạt động nào yêu cầu phải có tầm nhìn rõ ràng, cho đến khi bạn chắc chắn có thể thực hiện các hoạt động này một cách an toàn. Nhà sản xuất Công ty cổ phần tập đoàn Merav Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Vito, đồng thời biết cách sử dụng Vito sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham